Tôi Long xin chào tất cả các bạn. Click vào video của mình, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Air Blade phiên bản 160 của năm 2023 các bạn nha. Một phiên bản đặc biệt màu xanh nhám đen rất đẹp luôn. Hiện tại lượng hàng của mẫu xe rất hạn chế, tuy ở Lai Châu mình đã có 2 chiếc rồi. Cho những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới mẫu xe này, đặc biệt nhất là mức giá bán trong thời điểm Giáp Tết Nguyên đán của năm 2024 đang cực kỳ tốt với mẫu xe Honda Air Blade. Với một thiết kế tương đồng với thiết kế của mẫu xe Honda Air Blade phiên bản 125 phân khối. Tuy nhiên nó sẽ có một số điểm nhỉnh hơn như mão đầu đèn được bổ sung này. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình luôn. Được làm cao hơn một chút các bạn nha, để tăng tính thể thao hơn cho xe. Màu sắc của nó cũng sẽ đẹp hơn đôi chút. Và đặc biệt là cái đường kính lốp xe nó cũng sẽ to hơn một chút so với cái mẫu xe Honda Air Blade phiên bản 125. Cụ thể lốp trước là 90/80 và lốp sau là 100/80, đều nhỉnh hơn khoảng 10 so với phiên bản Honda Air Blade 125. Do đó, mẫu xe này sẽ cao hơn đôi chút và trọng lượng của nó cũng sẽ nâng lên là 114 kg, nhỉnh hơn 1 kg so với phiên bản Honda Air Blade 125 phân khối. Khoảng sáng gầm xe của mẫu xe là 142 mm các bạn nha, nhỉnh hơn 1 mm so với phiên bản 125 phân khối. Các bạn có thể theo dõi luôn. Mình vừa so sánh một chút cũng như sẽ review qua và báo giá cụ thể trong thời điểm giữa tháng 1 này, thời điểm cận kề Tết rồi. Hệ thống mặt đồng hồ, các nút chức năng phím bấm trên xe, hệ thống chìa khóa thông minh đều tương tự giống với phiên bản của năm 2023 trên mẫu xe Honda Air Blade 125. Hệ thống đèn hậu phía sau được làm mà khá là gọn gàng, tích hợp chung đèn xi nhan với phần đèn hậu của xe. Các bạn có thể nhìn cận cảnh ở đây. Đây là một mẫu xe tay ga quốc dân, một mẫu xe tay ga của gia đình Việt Nam chúng ta, nên được rất nhiều khách hàng Việt Nam chúng ta quan tâm trong thời điểm hiện tại bởi tính thực dụng của nó các bạn nha. Tiện ích ngập tràn trên mẫu xe Honda Air Blade 160 này. Hiện tại trang bị cho xe là khối động cơ xăng 4 kỳ 1 xi lanh làm mát bằng dung dịch, sản sinh ra công suất lên tới 11,2 kW tại vòng tua máy 8.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại của nó là 14,6 Nm tại 6.500 vòng trên phút. Với hệ thống phun xăng điện tử FI thì mẫu xe sẽ ăn xăng ở mức là 2,3 lít trên 100 km, gần ngang ngửa với phiên bản Honda Air Blade 125 là 2,26 lít trên 100 km. Chỉ có điều là vị trí bình xăng nó làm vị trí ngăn cách ở phần để chân nên sẽ hơi bất tiện một chút cho những bạn nào mặc váy. Còn nó phù hợp với nhiều lứa tuổi sử dụng. Già trẻ, lớn bé, trai gái, vợ chồng, con cái, bố mẹ đều có thể đi được mẫu xe Honda Air Blade này. Đặc biệt là phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình với khối động cơ lên tới 156,9 cc, đủ để các bạn có thể trải nghiệm trên mọi cung đường khác nhau. Khối động cơ cực kỳ mạnh mẽ và được trang bị khối động cơ mới ESP+ các bạn nha. Để các bạn có thể nhìn ngắm mọi góc độ trên xe. Hiện tại thì tỷ số nén của mẫu xe là 12/1 cho phiên bản 160 này. Kể cả phiên bản 125 là 11,5/1 thì mình khuyên các bạn rồi. Đổ xăng A95 là phù hợp nhất cho mẫu xe Honda Air Blade các bạn đang theo dõi. Với hộp số là vô cấp rồi, xe tay ga thì các bạn biết rồi. Chỉ lên xe và vặn ga là có thể di chuyển thôi. Không phải thao tác quá nhiều nên tính tiện ích của nó là cực kỳ lớn. Đi cùng với đó, bình xăng di chuyển ra phía trước lên chiếc xe có một chiếc cốp rất rộng để các bạn có thể để rất nhiều các vật dụng cá nhân khác nhau. Dải đèn đờ mi và đèn xi nhan ở phần ốp mặt nạ phía trước của xe cùng hệ thống đèn pha cốt tạo ra cảm giác rất ngầu ở phần đầu xe cho mẫu xe này. Và hiện tại điều quan trọng nhất trên mẫu xe là phiên bản 160 này có hơn phiên bản 125 là được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Các bạn lưu ý cho mình như vậy các bạn nha. Trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS là một cái nội dung tăng tính an toàn hiện đại hơn cho mẫu xe khá là nhiều để các bạn có thể an tâm hơn khi di chuyển trên đường với mẫu xe ở đây. Giảm xóc phía sau của xe được làm giảm xóc đôi, nó sẽ cân đối hơn, đảm bảo độ chắc chắn hơn, nhìn nó sẽ không bị khập khiễng như những cái phiên bản như mẫu xe đối thủ luôn là dòng xe Honda Vario phiên bản 125 và 160 trong lúc này. Các bạn lưu ý cho mình nội dung đó. Còn lại các trang bị trên xe đều đầy đủ điển hình tiên tiến rồi và đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại. Và trong thời điểm này, như mình đã chia sẻ phần đầu video, mức giá bán của mẫu xe đang cực kỳ tốt. Giá đề xuất lên tới gần 58 triệu. Nhưng mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình đang được bán với mức giá bán là 56 triệu mà thôi. Rẻ hơn vào khoảng tầm gần 2 triệu so với mức giá bán đề xuất của hãng cho một mẫu xe Honda Air Blade phiên bản 160 này. Thậm chí khi ra mắt dòng xe Vario phiên bản 160, Hà giá bán hiện tại đã hạ xuống còn từ 45 cho tới 48 triệu ấy, vẫn không khách hàng mua các bạn nha. Họ vẫn sẽ lựa chọn những mẫu xe như Honda FS ở đây bởi tính tiện dụng của nó, khả năng thiết kế phù hợp với điều kiện sử dụng ở Việt Nam chúng ta, và đặc biệt nhất ấy là phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Gần như là một mẫu xe tay ga trung tính rồi, một mẫu xe tay ga quốc dân và một mẫu xe tay ga của gia đình Việt Nam chúng ta. Các bạn nào đã từng biết được mẫu xe Honda FS này đã lật đổ mọi đối thủ trong cuộc phân khúc. Gần như một số mẫu xe đã bị khai tử khỏi thị trường bởi dòng xe Honda Air Blade, không ở phiên bản là cụ thể ở phiên bản năm 2023 ở đây, mà các phiên bản trước cũng tương tự như vậy các bạn nha. Và đó là một số những nội dung thông qua video ngày hôm nay. Và trong thời điểm hiện tại, khi các bạn mua mẫu xe Honda Air Blade này, các bạn vẫn sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Rồi kèm theo đó nữa là rất nhiều những món quà tặng ưu đãi và hấp dẫn đến từ Honda Việt Nam, đến từ đại lý trong thời điểm cận kề Tết. Và các bạn ấy, khi đến đại lý các bạn có nói tốt lòng giới thiệu sẽ được hạ giá bán của xe các bạn nha. Địa chỉ đại lý để các bạn có thể quan tâm theo dõi là 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và gần với chợ trung tâm của thành phố. Hoặc các bạn có thể thông qua số điện thoại của anh Thứ là quản lý số điện thoại 0969 188 283 sẽ anh tư vấn cụ thể về dòng xe Honda Air Blade này. Và đó là toàn bộ nội dung như vậy. Mong rằng thông qua video này, với mẫu xe Honda Air Blade 160 đang có 2 chiếc ở đại lý, các bạn nào quan tâm muốn tìm mua hãy đến trực tiếp để tham khảo xe cho mình luôn. Mức giá bán quá ok, chưa lúc nào mức giá bán lại rẻ đến như vậy đâu các bạn nha. Thậm chí còn đang rẻ hơn khu vực miền Nam khá là nhiều trong lúc này. Và đó là toàn bộ nội dung mình chia sẻ một cách chi tiết. Các góc này của mình, nếu mà các bạn ai chia sẻ đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.